Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tâm Tử nha. Thì trong cái video này Tâm sẽ chia sẻ với mọi người một cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề kết nối mạng nha mọi người. Thì hiện tại như mọi người đang nhìn thấy thì cái máy tính của Tâm nó bị lỗi chỗ này. Phía dưới có khoảng màn hình nó đang báo có lỗi đây nha mọi người. Thì cái biểu tượng kết nối mạng internet nó đang có đánh dấu gạch chéo màu đỏ mọi người, dấu ít đỏ ha. Thì bây giờ nếu mà khi nào mà cái máy tính nhà các bạn nó bị cái vấn đề này thì Tâm sẽ chia sẻ cho các bạn một cách để chúng ta khắc phục ha. Thì hiện tại mọi người nhìn đây, kết nối mạng của chúng ta, nếu mà mọi người dùng mạng LAN thì mọi người cắm cái dây mạng LAN vào trong cái máy tính chúng ta thì chỗ này cái kết nối này nó vẫn báo lên đó mọi người ha. Còn hiện tại bây giờ nó đang đánh dấu ít như thế này. Thì chúng ta làm sao để khắc phục cái tình trạng này nha. Thì cũng lưu ý với mọi người luôn là hiện tại là cái mạng internet nhà chúng ta vẫn tốt và đường truyền internet vẫn tốt ha mọi người. Thì nó không liên quan đến vấn đề cái đường truyền của chúng ta ha. Kể cả mạng wifi cũng vẫn đang ok luôn. Nhưng mà tại sao cái máy tính chúng ta nó lại bị như thế này? Thì chúng ta khi mà gặp như trường hợp này thì mọi người bấm vào đây, mọi người nhìn chỗ này đây, nó báo not connected này ha. Đây, báo lỗi đây ha. Báo lỗi chỗ này. Nếu mà chúng ta mở vào đây, nếu mọi người mở vào đây thì mọi người nhìn thấy chỗ cái máy tính chúng ta và cái chỗ cái quả cầu internet này nó đang đánh dấu ít chỗ này mọi người. Nghĩa là kết nối từ máy tính chúng ta đến internet đang bị gián đoạn nha mọi người ha. Và lưu ý rằng hiện tại là cái mạng internet chúng ta ở nhà vẫn đang sử dụng tốt nha mọi người. Mà tại sao cái máy tính nó lại bị như vậy? Mọi người cứ lấy điện thoại, mọi người kết nối vào mạng wifi vẫn ok, các thứ vẫn ok. Nó chỉ bị lỗi với máy tính như thế này thôi. Thì chúng ta bấm vào đó, chúng ta quá thấy nó báo lỗi chỗ này mọi người. Ha, báo lỗi chỗ này. Báo không kết nối luôn. Nói chung là bây giờ chúng ta không làm gì được hết. Trường hợp như thế này là chúng ta không làm gì được hết. Thì nếu mà mọi người ở nhà mọi người đang xài mạng LAN á, nghĩa là chúng ta xài mạng dây, là mọi người nên kiểm tra phía sau cái thùng máy tính chúng ta, cái dây mạng LAN chúng ta có ghim vào chưa, là cái thứ nhất ha. Chúng ta kiểm tra cái đó trước, là kiểm tra cái kết nối bên ngoài, những thiết bị ngoại vi ở ngoài nó ok chưa chưa ha. Nếu mà chúng ta kết nối vào đó nó tốt rồi ha, thì chúng ta sẽ làm các bước tiếp theo mọi người. Như trường hợp mà thường thì chúng ta kết nối và chúng ta bấm vào đây thì để kết nối internet này kia, chúng ta bấm vào đây ha, chúng ta bấm nét tới thử như thế nào nè. Khi mà chúng ta bấm vào đây, cho bấm vào wireless nè. À, nếu mà nhà Tâm mà Tâm đang xài cái mạng wifi á, Tâm có cái wifi Tâm gắn vô á, thì cái này đang xài wifi luôn mọi người. Thì bấm vào đây, khi chúng ta bấm vào đó nó vẫn báo lỗi như cũ nè mọi người. Vẫn báo lỗi luôn, không làm gì được hết. Thì nếu mà trường hợp chúng ta khi đã kết nối, kiểm tra các kết nối tốt hết thì mọi người thử bấm vào đây nha. Bấm vào phần gỡ gói nè, troubleshoot problem ha mọi người à. Chúng ta bấm vào đây. Thì khi mà mọi người bấm vào troubleshoot problem á thì nó có phần gỡ gói về cái mạng của chúng ta ha mọi người. Thì chúng ta sẽ bấm tiếp vào đây. Internet connection nè. Tiếp theo mọi người sẽ bấm vào nút net để cho cái máy tính nó tự gỡ gói cái phần internet cho chúng ta nha. Nó sẽ tìm, nó dò xem trong cái máy tính chúng ta nó đang bị lỗi vấn đề nào mọi người. Chúng ta đầu tiên là chúng ta muốn làm cái gì ha? Thì mọi người nhìn, chúng ta muốn làm cái việc gì thì chúng ta sẽ bấm vào đây ha. Chúng ta gỡ gói cái phần kết nối internet nè, chúng ta bấm vào đây, nó sẽ tự động dò tìm lỗi những cái thiết bị gì trong cái máy tính chúng ta nó đang bị lỗi vấn đề gì. Là trong cái quá trình này cái máy nó sẽ tự động sửa lỗi cho chúng ta đó mọi người. Tiếp theo là chúng ta bấm vào đây, check to see the problem ha.
Physics đây. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái dòng này để chúng ta tiến hành cái bước tiếp theo. Tới đây là máy tính nó sẽ tự động tìm kiếm và sửa lỗi những cái lỗi chúng ta. Còn cái bước dưới này, nếu chúng ta bấm vào đây là chúng ta bỏ qua bước này mọi người ha. Là chúng ta bấm lên đây thì cái máy tính nó tự động nó sẽ dò tìm những lỗi tiếp theo mọi người ha. Tự động dò và fix lỗi luôn. Thì chúng ta ngồi chờ mọi người. Máy tính nó đang từng tự nó tìm dò những cái lỗi trong hệ thống. Đây là cái cách mà Tâm chia sẻ cho mọi người cách khắc phục lỗi mà cái lỗi này nó phát sinh từ máy tính nha. Còn cái mạng internet chúng ta, Tâm nhắc lại một lần nữa là nó đang ok, không vấn đề vì mạng internet hết. Khi quá trình hoàn tất nó báo lỗi chúng ta nè mọi người. Đây nó báo lỗi cho chúng ta, báo lỗi như thế nào đây. Đây. Đây là báo lỗi nha. Thì khi tới đây thì chúng ta chỉ cần bấm blow cái này lại thôi. Thì khi cái bảng nó nổi lên, tức là cái quá trình tìm và tự động sửa lỗi nó đã hoàn tất ha mọi người ha. Thì tới đây chúng ta chỉ việc bấm xuống đây thôi. Bấm bảng nó xuống. Và khi đó mọi người sẽ quan sát ở dưới góc phải màn hình đây, chỗ này, chỗ cho chuột, thì mọi người thấy cái dấu internet nó đã tự động lên, tự động nổi lên. Nghĩa là cái quá trình nãy giờ nó tìm và nó sửa lỗi nó đã ok mọi người ạ, nó đã kết nối được rồi nè. Thì đây là một cái quá trình sửa lỗi tự động mà chúng ta phải biết cách để chúng ta tìm nha mọi người. Thì ở đây Tâm đang xài có một cái máy tính bàn nhưng mà nó xài cái wifi gợi mọi người. Thì trong những cái video lần trước thì Tâm cũng đã chia sẻ với mọi người một cái cách mà gắn một cái USB wifi cho mọi người ha. Mọi người có quan tâm thì xem lại video đó nha. Thì khi cái quá trình nó fix lỗi hoàn thành đó thì nó sẽ tự động kết nối lại với chúng ta, kết nối lại kể cả là máy tính nhà các bạn là xài wifi hoặc là mạng LAN thì nó cũng tự động kết nối lại với chúng ta mọi người. Thì tới đây là cái quá trình mà internet đã hoàn thành, là chúng ta cứ việc lên đây và lên mạng ha mọi người ha. Chúng ta lên YouTube này các cái thì Tâm mở xử nó chạy tốt chưa. Thì mọi người thấy nó đang chạy tốt, ok mọi người ha. Nó chạy ok nè. Thì cái video cũng xin dừng ở đây mọi người ha. Thì Tâm cũng chia sẻ cái cách mà khắc phục cái tình trạng lỗi trên máy tính như vừa rồi. Thì hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho các bạn một phần nào khi gặp phải vấn đề như vừa chia sẻ ha. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi video trên kênh Tâm Tử. Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye tất cả mọi người.